Những năm qua, các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Yên Mô ngày càng có những nét mới, sáng tạo, đã ứng dụng linh hoạt công nghệ, khoa học kỹ thuật hiện đại trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, tiêu biểu là mô hình camera giám sát an ninh. Mô hình camera an ninh được thực hiện thí điểm thành công trên địa bàn xã Yên Mạc từ tháng 1 năm 2019. Ngay sau đó, Công an huyện đã tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện duyệt cấp kinh phí 1,9 tỷ đồng để đầu tư lắp đặt trên địa bàn toàn huyện. Trang thiết bị được cái camera như thế này tôi cảm thấy là rất yên tâm. Là người dân chúng tôi thấy rằng công tác an ninh mà nếu mà được trang bị cái camera như thế này thì trộm cắp nói chung nó hạn chế được rất nhiều. Tới nay, ngoài 58 mắt camera do huyện quản lý, mỗi xã còn sử dụng nguồn xã hội hóa, huy động đóng góp của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và con em xa quê để lắp đặt mạng lưới camera rộng khắp, trải đều các thôn xóm, tổ dân phố. Tiêu biểu như ở xã Yên Từ, đến nay đã lắp đặt được gần 60 camera. Không những đạt về số lượng, chất lượng đường truyền, hình ảnh trích xuất từ camera cũng rõ nét, giúp lực lượng công an có thể nắm rõ đặc điểm nhận dạng, thủ đoạn, phương tiện của các đối tượng vi phạm pháp luật. Chúng tôi lắp hệ thống camera là tập trung về phòng điều hành của công an xã và sử dụng các cái công nghệ tốt nhất từ các cái camera quét 360 độ, zoom 800m hay là sử dụng cả các cái công nghệ như công nghệ AI là nhận diện hình ảnh và khuôn mặt ở các cái điểm giao thông quan trọng. Chẳng hạn như khi các cái đối tượng hoạt động thường xuyên vào các cái mốc giờ cố định ấy, thì sẽ có hình ảnh ghi lại và có thông báo về điện thoại của cán bộ trực. Nhờ có mô hình camera an ninh, việc phát hiện các vụ trộm cắp vi phạm pháp luật gây rối trật tự, mất an toàn giao thông tăng gấp 3 lần trước kia, giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Mô hình camera an ninh thì đã đạt được hiệu quả rất là cao, phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Điển hình là xảy ra cái vụ đối tượng trộm chó tại xã Khánh Thượng, trong quá trình trộm chó thì bị dân phát hiện thì đã dùng súng bắn điện để gây dẫn đến chết người. Thì qua cái rà soát camera an ninh thì lực lượng công an phối hợp với các phòng chức năng công an tỉnh, các đơn vị bạn thì trong một thời gian ngắn thì đã điều tra làm rõ, bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ giết người tại xã Khánh Thượng. Dự kiến, đến hết năm nay, toàn huyện Yên Mô sẽ lắp đặt được 756 mắt camera an ninh trên địa bàn 232 thôn xóm tổ dân phố. Qua đây tiếp tục chứng minh được hiệu quả của việc sử dụng khoa học công nghệ hỗ trợ lực lượng công an quản lý địa bàn. Mô hình camera giám sát an ninh cần được các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư triển khai nhân rộng.